Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với chuyên mục nội thất nhà hàng của công ty cổ phần kiến trúc HCG. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội thất nhà hàng của một cái công trình theo phong cách kiến trúc là Trung Quốc nha quý vị các bạn nhé, để cho các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Trong những năm gần đây thì thiết kế nội thất nhà hàng làm sao để cho đẹp và thu hút được khách hàng là một trong những cái xu thế hàng đầu mà chúng ta thiết kế, thi công ở trong các cái trung tâm thương mại, mà HCG là một trong những đơn vị chuyên thiết kế, thi công nội thất nhà hàng và set up cái không gian sử dụng cũng như là vận hành một cái công trình nhà hàng cho tất cả các quý chủ đầu tư ở trên tất cả các cái trung tâm thương mại nhé quý vị các bạn nhé, từ là Run City, Time hay là các cái Go, thì tất cả các cái cửa hàng đó thì đều có công trình của bên kiến trúc HCG. Thì trong video ngày hôm nay cũng là một cái công trình của chủ đầu tư của nhà anh Khánh nhé quý vị các bạn ở Go Thái Bình, thì mình xin phép là sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn về cái phong cách của cái công trình nhà hàng lần này để cho các bạn có thể nắm bắt được. Đó, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái phần hình thức bên ngoài. Hình thức bên ngoài của công trình thì quý vị các bạn có thể là nhìn thấy ngay là công trình thì được thiết kế theo phong cách kiến trúc là Trung Quốc. Đây là một trong những cái phong cách mà với những cái món ăn rất là ngon và cái không gian cực kỳ là đẹp và được các kiến trúc sư của kiến trúc HCG thiết kế như quý vị các bạn nhé. Về phần hình thức mặt tiền thì được chia ra thành 3 phần. Phần đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là bên mình đang làm một cái bức tranh, tất cả một cái bức tranh và có một cái điểm nhấn đó là hình tròn. Đấy, đây là một cái phần để đi vào kho, vào bếp nhé quý vị và các bạn nhé. Có một cái câu đối trang trí, có triện một con dấu rất là đẹp, một cái nhấn nhá cho một không gian buông thả, cho một cái không gian rất đẹp để cho các bạn có thể là quan sát được. Và tiếp theo ở đây đó chính là phần mặt tiền. Thì trên cái phần mặt tiền quý vị các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đó chính là bên mình đã nhấn cái phần lối vào cũng như là các cái không gian bên trong. Lối vào thì chúng ta cần phải thể hiện được rất rõ về thông tin của nhà hàng bằng các cái biển chữ tiếng Trung và các cái thông tin của cái công trình của chúng ta là phục vụ cái mục đích gì. Và cái thứ hai nữa là quý vị và các bạn có thể thấy được rằng trên toàn bộ các cái tông màu bên trong, bên ngoài là chúng ta phải thể hiện được rất rõ các cái điểm nhấn cho các cái không gian và gợi mở khách hàng đi vào không gian bên trong. Thì đây chính là cái thiết kế mà các cần phải lưu ý cho cái không gian, cho cái công trình của nhà mình nhé quý vị các bạn nhé. Chúng ta sẽ nói qua về phần hình thức bên ngoài trước, sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào phần bên trong ạ. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy được rằng là phần bên ngoài thì là bên mình vẫn đang treo những cái đèn lồng rất là đẹp nhé quý vị các bạn, đèn lồng rất là đẹp làm điểm nhấn cho công trình. Còn phần bên dưới thì là bên mình đã sử dụng cái tông màu ghi kết hợp với lại giải đèn buổi tối sẽ ánh sáng lên rất là lung linh nhé các bạn nhé. Về phần cổng vào, lối vào thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là với những biển tên và các cái đầu cột được thiết kế theo phong cách kiến trúc là Trung Quốc, thì là cái phần mái cũng được thiết kế theo phong cách kiến trúc Trung Quốc nhé các bạn nhé. Vật liệu bên mình đang sử dụng ở đây đó chính là những cái nhựa khối đúc sẵn nhé quý vị các bạn. Tiếp theo thì mình xin mời các bạn vào cái không gian bên trong của công trình. Vào không gian bên trong của công trình thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là cả cái phần hình thức bên ngoài và hình thức bên trong được kết nối khớp với nhau trong một cái không gian nhà hàng. Về các bàn thì là bên mình sẽ chia ra thành các cụm bàn riêng biệt nhé quý vị các bạn nhé. Cụm bàn 6 hay là cụm bàn 4, làm sao để cho nó tách rời các không gian và tăng cái tính phục vụ của không gian cái công trình của mình lên. Chúng ta sẽ cùng nhau xem qua các không gian cái tông màu bên trong. Hiện nay thì bên mình đang sử dụng chủ yếu ở đây đó chính là hai cái tông màu chính, đó chính là tông màu đỏ, màu đen nhé quý vị và các bạn nhé. Và cái màu trung hòa ở đây đó chính là cái tông màu ghi cho cái không gian. Toàn bộ phần trần của ngôi nhà, tức là phần trần của các trung tâm thương mại của bên mình hiện nay là bên mình đã sơn là sơn màu đen nhé quý vị và các bạn, sơn toàn bộ màu đen để nhấn cho cái khuôn viên phần trần. Và phần trần bên dưới, phần trần bên dưới là phần trần trang trí, thì toàn bộ các cái dải có dạng mái bên mình sẽ sơn màu đỏ quý vị các bạn có thể thấy ở trên hình đây. Và phần đèn thì là được kết nối bằng sơn màu đen kết hợp với lại chỉ trắng, nó làm cho cái công trình có tính nhịp điệu hơn nhé quý vị các bạn nhé, rất là nhịp điệu, rất là nhộn nhịp và cái tính dẫn hướng cho một cái không gian nội thất nhé quý vị các bạn. Phần bàn thì là bên mình đã sử dụng chủ yếu đây là bàn gỗ, ghế gỗ nhé quý vị các bạn nhé. Và kết hợp với lại những cái bức tranh trang trí cho một cái không gian nhà hàng.
Về những bức tranh trang trí ở đây thì là bên mình đang sử dụng đó chính là cái tông màu ghi trầm. Đây là những cái tông màu của những cái bức tranh thủy mạc Trung Quốc rất là đẹp và nhấn nhá. Như quý vị các bạn, giả dụ như đây là một cái bức tranh về một cái ngôi nhà đó, một cái ngôi nhà cổ của Trung Quốc như kiểu Vạn Lý Trường Thành vân vân, hoặc là chúng ta có các cái bức tranh về những cái công trình nổi tiếng thì các bạn có thể làm cái điểm nhấn cho một cái không gian nhà hàng của chúng ta. Như quý vị các bạn, yếu tố ánh sáng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình mà chúng ta thiết kế kiến tạo nên một cái không gian nhà hàng đẳng cấp. Ánh sáng nó sẽ tạo cho chúng ta nhìn được những món ăn ngon hơn, hay là ánh sáng kết hợp với màu sắc thì chúng ta sẽ kích thích được cái vị giác trong quá trình mà chúng ta ăn uống. Vậy nên là HCG luôn đề cao cái vấn đề đó, và bên mình sẽ bố trí ánh sáng làm sao để cho một cái không gian nó cực kỳ là ấm cúng. Khi mà gia đình chúng ta đi ăn uống quây quần bên nhau thì chúng ta cũng sẽ ăn rất là ngon, và nó tạo ra những cái không gian trọng tâm cho một cái công trình nhà hàng, quý vị các bạn nhé. Còn trong quá trình mà chúng ta vận hành và sử dụng thì Cường khuyên quý vị các bạn là cần phải bổ trợ thêm những cái ánh sáng trắng toàn bộ, để là khi mà mỗi buổi sáng đến chúng ta dọn dẹp vệ sinh hoặc cuối ngày chúng ta dọn dẹp vệ sinh thì cái công trình nhà hàng của chúng ta nó sẽ rất là sạch sẽ, và chúng ta có thể là kiểm tra, các bạn quản lý có thể kiểm tra được chính xác các cái vết bẩn của cái công trình của chúng ta và vệ sinh làm sao cho nó sạch nhất để đem lại cái sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng ta. Đấy là chính là một cái yếu tố mà bên HCG đã luôn tư vấn cho các quý chủ đầu tư ở trên 63 tỉnh thành, cũng như là tất cả các chủ đầu tư muốn set up một cái công trình nhà hàng làm sao để vận hành nó trơn tru nhất nha quý vị các bạn nhé. Hiện nay thì HCG là chuyên thiết kế và vận hành các cái công trình nhà hàng, bàn giao lại cho quý vị các bạn để quý vị các bạn thi công, cũng như là để các bạn vận hành cái công trình nhà hàng của các bạn tốt. HCG sẽ đầu tiên thì bên mình sẽ ngồi với các bạn để set up các cái không gian, set up các cái quy trình món ăn cho quý vị các bạn, cũng như là để vận hành cho các bạn và đào tạo nhân viên quý vị các bạn. Đó chính là cái hạng mục set up nhà hàng thì bên mình sẽ triển khai cho quý vị các bạn. Và hạng mục thứ hai đó chính là bên mình sẽ thiết kế cho quý vị các bạn về cái công trình nhà hàng của các bạn. Và hạng mục thứ ba ở đây chính là bên mình sẽ thi công cho quý vị các bạn, quý vị các bạn nhé. Vậy nên là các bạn nào mà muốn trải nghiệm một cái không gian nhà hàng theo phong cách kiến trúc Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, hay là một nhà hàng theo phong cách kiến trúc Việt, thì quý vị các bạn hãy liên hệ ngay với HCG để HCG dẫn quý vị các bạn đi trải nghiệm những công trình nhà hàng đó. Còn bây giờ Cường cũng như là anh em công ty cổ phần kiến trúc HCG xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.